Bạn có thể đã từng nghe đến một câu nói khá quen thuộc, đại loại như ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp cả năm không phải gặp bác sĩ. Quan điểm này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1913, dựa trên một câu tục ngữ bắt nguồn từ những năm 1866. Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng việc ăn nhiều táo hơn không thực sự liên quan đến việc bạn phải đi khám bác sĩ, nhưng bổ sung táo vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện một số khía cạnh nhất định về sức khỏe. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về việc liệu ăn một trái táo mỗi ngày có thực sự giúp bạn không phải gặp bác sĩ suốt cả năm hay không. Lợi ích sức khỏe từ việc ăn táo. Táo có liên quan đến một số lợi ích có thể giúp tăng cường sức khỏe của bạn về lâu về dài. Loại quả này có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Một quả táo cỡ vừa cung cấp cho cơ thể khoảng 95 calo, 25 gram tinh bột, 4,5 gram chất xơ, 9% lượng vitamin C mỗi ngày, 5% đồng, 4% kali và 3% vitamin K. Đặc biệt, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các hợp chất có hại được gọi là gốc tự do và phòng chống nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, táo cũng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời khác như quercetin hay acid caffeic. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều táo có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim. Một nghiên cứu trên 20.000 người trưởng thành cho thấy tiêu thụ trái cây và rau quả, bao gồm cả táo, có liên quan đến giảm nguy cơ bị đột quỵ. Điều này có thể là do sự hiện diện của flavonoid có trong táo, là những hợp chất đã được chứng minh là làm giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, táo còn có chứa chất xơ hòa tan, giúp giảm huyết áp và cholesterol, là hai yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Phòng chống ung thư. Trong táo có chứa một số hợp chất có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành ung thư, bao gồm chất chống oxy hóa và flavonoid. Theo một đánh giá của 41 nghiên cứu, ăn táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư phổi. Ở một nghiên cứu khác cũng quan sát thấy những phát hiện tương tự. Báo cáo cho rằng thói quen ăn táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ quả cũng đã được chứng minh là có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày, ruột kết, ung thư phổi, ung thư khoang miệng và ung thư thực quản. Các lợi ích sức khỏe khác từ việc ăn táo. Do có chứa hàm lượng chất xơ cao, táo đã được chứng minh là thúc đẩy cảm giác no, làm giảm lượng calo, qua đó hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả. Các nghiên cứu trên người, động vật và ống nghiệm cũng đã phát hiện ra rằng ăn một lượng trái cây cao hơn có liên quan đến việc tăng mật độ khoáng xương và giảm nguy cơ bị loãng xương. Nghiên cứu trên động vật còn cho thấy ăn táo có thể giúp giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa suy giảm tinh thần và làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Việc tăng lượng táo ăn vào còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Theo một đánh giá quy mô lớn, ăn một quả táo mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 28% so với việc không ăn bất kỳ quả táo nào. Ăn một quả táo mỗi ngày dường như không gây bất kỳ tác hại nào cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều táo mỗi ngày lại có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Đặc biệt là việc tăng nhanh lượng chất xơ trong một khoảng thời gian ngắn có thể gây ra các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu và đau dạ dày. Giống như các loại trái cây khác, táo cũng có chứa một lượng tinh bột nhất định trong mỗi khẩu phần. Mặc dù đây không phải là một vấn đề lớn đối với hầu hết mọi người, nhưng với những người theo chế độ ăn ít tinh bột, có thể sẽ cần phải điều chỉnh lượng táo ăn vào mỗi ngày. Nói tóm lại, mặc dù ăn nhiều táo có thể không liên quan đến việc bạn phải gặp bác sĩ, nhưng táo lại là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe về lâu dài. Ngoài ra, còn có nhiều loại trái cây và rau quả khác cũng cung cấp các chất dinh dưỡng mang lại những lợi ích sức khỏe tương tự. Vì vậy, hãy thưởng thức nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau như một phần của chế độ ăn uống để đảm bảo cơ thể bạn có đầy đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết.